Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn lại mới về một sản phẩm rất là cao cấp của dòng Sharp. Và đây là chiếc đài Sharp GF777 hay còn gọi là Sharp 3 số 7. Một dòng đài quá là thương hiệu rồi đúng không ạ? Rất nhiều các bác ở trên cả nước đã tin tưởng, đã tin dùng, đã rất là thích những cái dòng đài mà có cái thân hình to cao đồ sộ của hãng Sharp. Vì nó bày ở phòng khách thì nó mang lại một cái cảm giác rất là sang trọng, một cái hình thức về phòng khách. Nếu bác nào mà có cái phòng đẹp thì chúng ta bày vào thì nó rất là tuyệt vời. Khi những người khách của chúng ta đến chơi thì tất nhiên không thể nào mà rời được ánh mắt đối với những chiếc đài như thế này ở phòng khách. Và đây là chiếc đài Sharp GF777 mà em Tuấn mới về. Đây là chiếc đài bãi các bác nhá. Hàng bãi về và nó đang còn rất là đẹp. Đấy, tất cả tất nhiên là nguyên zin rồi. Các bác về chỉ việc chơi thôi. Và giá thành thì nó hơi có phần khá là cao. Dành cho bác nào đang thực sự đang tìm cái dòng đài này, kinh tế các bác khá là ổn rồi thì có thể chơi chiếc đài này. Đây, đây là tem thông số của đài nhá. Sharp này, GF377Z này. Số Serino là 3055636 nhá. 6363. À, rất đẹp này. 3055 6363. Đấy, em đọc luôn cả cái model cho các bác để các bác có thể là cả là số seri luôn để các bác có thể là xem. Đấy, chốt chiếc đài này thì yên tâm luôn, không phải bị sợ là mua bị lộn model của chiếc khác nhé các bác nhé. Đài này hàng bãi về thì các bác yên tâm rồi, từ những cái anten này đấy, rồi những quai sách này, rồi thân nhựa của chiếc đài này thì tuyệt vời luôn, không phải suy nghĩ gì cả, rất là mới. Và để như chúng em cũng vậy, là những cái shop bán radio cassette thì những chiếc đài bãi thì bán rất là yên tâm vì chất lượng của nó đang còn rất là tốt. Và sau đây em Tuấn sẽ giới thiệu về phần thân vỏ cũng như về phần núm nút để các bác có thể nhìn. Đấy, nút nút còn nguyên bản hết các bác nhá. Cái phần xi mạ này đấy, vẫn đang còn rất là sáng này đấy. Rất đẹp. Cửa băng này các bác này, tuyệt vời không? Rất là trong, rất đẹp đấy. Chúng ta có nút chức năng chính là nằm ở đây các bác nhé. Okay, băng cassette này, radio line in. Đó. Bên này là bốn băng tần của radio. Volume, cân loa, bass, step, dò sóng đây các bác nhé. Vậy, và em Tuấn sẽ để cái máy quay ở đây và em Tuấn sẽ mở cái căng loa ra để cho các bác có thể chiêm ngưỡng qua phần loa. Dòng đài này sử dụng hai quả loa bát, hai quả loa chung và hai quả loa tép, gồm 6 loa các bác nhé. Này, căng này. Rất là mới nhá. Đây. Đây là hai quả loa chung các bác nhá. Hai quả loa chung ở phía ngoài này. Đấy, hai quả loa chung. Màng zin hết các bác nhá, loa zin 100%. Đây còn đây là hai quả loa bát. Còn hai quả loa tép thì nằm ở đây các bác nhá. Đây loa tép đây. Hai quả tép kèn nằm đây, còn đây là hai lỗ thông hơi. Đấy, chúng ta chỉnh cái phần subwoofer foot ở hai cái loa này, chúng ta thích chỉnh ở cái chế độ to hay vừa thì chúng ta chỉnh. Đấy, chúng ta đang để ở chế độ vừa phải này. Đấy, ta nhìn từ xa nhá. Rất đẹp. Đó, em Tuấn đã lắp căng vào rồi. Ok, và sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của dòng đài này. Nút nguồn ở đây các bác nhá. Đấy, mở nguồn đèn đỏ sẽ báo này. Đời tôi vẫn tiếng nhạc đời tôi vẫn
cũng rất là hay. Tua tới này, tua lui này. Đấy, rất là nhẹ nhàng nhá. Tiếp theo là cửa B. Đoạn băng này lại không có tương chương trình. Đổi từ mặt băng này nhá. Nhưng nếu con về bạn bè cũng mong bao lứa trai cùng chào quân chiến trường, không lẽ mình êm ấm mẹ ơi con xuân này bằng tiếng rất là hay nhá. Tua tới này, tua lui này. Ok, và tiếp theo chúng ta test ra phần radio các bác nhá. Đó, chúng ta chỉ cần bật tốt FM và AM các bác nhá. Lay này chúng ta gạt lên trên các bác nhá. Rất là hay. Ứng bát tép và cân loa trái phải vừa test xong rất là ok các bác nhé. Tiếng loa rất là hay. Vâng, và em Tuấn cũng xin phép được dừng video test trước đài Sharp GF 3/7 đây. Và dòng đài này thì em Tuấn cũng chắc cũng không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Một dòng đài cao cấp của hãng Sharp thì các bác cũng đã biết. Và chiếc đài này thì nó có cái giá rất là cao. Tất nhiên em Tuấn không thể mua rẻ được, vì khi những cái hàng bãi mà nó về mà nó đẹp như thế này thì bản thân em Tuấn cũng phải chấp nhận mua những cái giá khá là cao để sao? Để có những cái sản phẩm để đưa đến giới thiệu với các bạn. Đấy, bác nào đang có nhu cầu thực sự tìm dòng đài này thì hãy điện thoại cho em Tuấn nhé. Và giá em Tuấn đã công khai là 21 triệu bao ship toàn quốc nhé. 21 triệu bao ship toàn quốc. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy điện thoại cho em. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 và số cũng là số Zalo của em nhé. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của em. Xin cảm ơn nhé.